Xin chào buổi sáng cả nhà. Thì sáng hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2020. Thì bên kênh của em sẽ gửi một cái lô hàng cho anh Vinh ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn hàng của anh là gồm 2 cây hột gà, 2 cây đỏ lá trung, 1 vàng hường. Đây là màu hột gà. Bên đây là đỏ lá trung. Và đây màu vàng mà hơi cam cam. Lá trung. Cái này cũng là lá trung màu hột gà. Quay cái lô hàng 5 cây này cho anh Vinh xem. Năm cây đều một cốt hết. Cây hộp gà phía trong là như ý luôn ạ. Rồi, bây giờ em sẽ đóng thùng lại giao cho anh Vinh ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn anh đã ủng hộ mua cây ở bên em. Chúc anh ngày mới vui vẻ. Và em cũng chúc cả nhà YouTube ngày mới thật là vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.